thì xin mời các bạn có thể dành một trò thật lớn để cùng chào đón các bạn rồi là Thiết Ngưu và Hùng đúng không ạ? Cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình giao lưu văn nghệ cùng với các bạn trong buổi tối hôm nay là ca sĩ Thiết Ngưu. Thiết Ngưu có thể giới thiệu mọi người một chút xíu về hoàn cảnh của mình như thế nào và khi mà mình nghệ Phi Nhung thì mình đã thay đổi cuộc sống ra sao và mình chia sẻ với những khi mà chúng ta bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình đúng không? Con sông giá thiên Bữa nào chú mời con hát cái cuốn bài được không? Dạ được chứ. Bây giờ không mua được mà. Hả? Mua cổ hả? Chú hát cổ cổ nghe. Chú hát thì con nghe nghe được nghe nên đó là sao chị nói. Bây giờ các bạn có muốn Long Hùng hát thử câu giọng cổ ra, nếu mà được thì sẽ đi tới nào được. Các bạn có thường đi xe tốc hành về miền Tây không? Ai có đưa tay lên nha. Vâng. Nó Hùng có một ca khúc mà ngày xưa lúc đi lấy tàu á, nó Hùng hay hát của chú Hùng Cường của Bạch Tuyết, chuyến xe thơ mộng. Chú đứng lên cái gì? Về bên nhân dân khuyên như hồng vừa ló dạng, chuyến xe thơ mình trên đường nhựa xuôi về miền Hậu Giang rộn ràng trong lành. Cho cất bên tay có tay lùi lại thành phố xa dần, đôi cánh chim đen đang còn sái gù, ổng giật mình bay vào lớp sương mai. Ngồi mơ màng nhìn đôi cánh chim bay, lòng thơ thới thả hồn trong cõi mộng. Bóng tôi giật mình vì một mái tóc đen đang ngã sát bên mình những một vị hương thương cảm. Được không con? Cảm ơn các bạn. Bữa nào chú với con làm thử lại quay lại cái thời của chú Hùng Cường với cô Bạch Tuyết ha. Hay quá, ngày hôm nay coi như là nhờ duyên Phật Pháp và chú Hùng và em Thiết Nhung là hai người có một cháu có dịp được kết hợp với nhau. Thật sự á, nghệ sĩ mà tìm một cái người có tâm như Thiết Nhung đó, thật sự là có. Long Hùng cũng rất hiếu đạo nhưng mà Long Hùng không được của Thiết Nhung. Con là con rất may mắn rồi. Con rất may mắn là mẹ Phi Nhung đem con về xong dạy dỗ con mà. Nói chung là cho con tất cả những cái gì giống như một người con ruột của Phi Nhung vậy. Và một điều mà Phi Nhung mà nhận con là con cảm thấy là con là một người là hơn bao nhiêu người rồi. Chứ hồi đó cứ xin là con nuôi Nhung đâu có nhận. Cho phép em xin hỏi một câu cuối cùng thôi ạ. Như tất cả chúng ta được biết thì giới showbiz là một nơi có nhiều hào quang nhưng cũng là cám dỗ. Có bao giờ anh gặp phải cái cám dỗ và có khi là phải gặp những thị phi mà nhiều khi nó không liên quan đến mình nhưng mà ta cũng buồn đau. Mai mày đi làm. Thì chúng ta phải làm thế nào để giải quyết? Cái nãy giờ ở đây cũng có coi gì đâu, hay về là ha. Các bạn biết không, ngày xưa lúc mà trước khi lên Sài Gòn cũng không vui. Vậy ha. Các bạn thì rất là thoải mái. 9 giờ rồi nè. Không có 9 giờ rồi. Chứ giờ là một con. Rồi tạm biệt đi nè, tạm biệt mọi người con nha. Tắm đi. Rồi. Khi mà mẹ hay nó cùng đi lên Sài Gòn. Mẹ rất là khó chịu. Đầu tiên thì mọi người chắc hẳn là có một số bạn gây lạnh rồi. Nhưng có một số bạn đây nếu mà anh Hùng thì các bạn vẫn chưa sinh ra đời. Thế thì anh có thể giới thiệu ngắn gọn chút xíu bản thân mình cho các bạn biết được không ạ? Vâng, em Long Hùng sinh năm 1907, sinh ra giờ 46 tuổi rồi. Nhưng mà đến giờ đó mình đếm chùa cũng được. Dự định như vậy em không biết làm sao, không biết là để lên chương trình rồi sau đó sẽ kết nối với mọi người sẽ share ra, ai đến thì đến, nếu gì đó để mình tạo chủ yếu mình tạo điều kiện cho nghệ sĩ có cơ hội tiếp cận với lời dạy của Phật, thì họ sẽ sống tốt hơn. Ngoài việc mà với cái phúc báo là để có được cái giọng hát rồi, nhưng mà phải có những cái phúc báo khác để hỗ trợ cho cuộc sống mình đó. Còn nếu mà mình không có những cái phúc báo khác, cuộc sống mình nó bấp bênh, nó khổ lắm, nó khó khăn lắm. Trên trường nghĩ như vậy, còn đây là sao nhân viên này là sao vậy? Ủa đây là đây Phi Nhung với con, đây là tên ruột á, tên ruột đó, hỗ trợ đó hả? Chị đó hả? Đây em, đây chị, hỗ trợ con, đây chị ha. Đứng chi vậy? của anh Hùng đó. Như FC hả? Dạ. Là bị của FC. Đâu cái này TikTok. TikTok kênh FC á. Kênh của em Thiết Trang. À, Hi Đồng không? Anh Hùng đến chưa? Anh Hùng đến chưa Hùng? Hát Mẹ Từ Bi. Với lại... Em muốn 30 phút nữa ha. Hát Mẹ Từ Bi với lại... Hay ở được rồi. Rồi, cứ cho mình. Dạ, thì cứ không thì gì dạ, dạ. Cứ nhung mấy chút còn là mình cho hoặc nấu trước. Hoặc nấu trước cho nó dài thời gian. Rồi giờ anh Hùng cứ lên tranh thủ, anh Hùng cứ lên. Chị nó có giọng ngọt, chị nó vui. Đó là chị là ấn tượng. Không có nhạc nha. Anh ơi đi vậy quá. Anh Hùng nói cho bạn 30 phút nữa anh mới được. Nói mới tới Sài Gòn biết đi đâu không biết. Vậy à, vậy một tí nữa là ai hát trước tôi thầy. Tính cho họ nấu trước đi. Nhưng cứ ở chờ tí mới có 7 rưỡi à. Dạ. Chờ tí xíu đi. Dạ. Để cho đợi anh lên cái hai người ngồi luôn nói chuyện cho nó vui.